Có thể một số anh em chưa biết, nhưng trong game Pokemon Legend Arceus, ba Pokemon khởi đầu của chúng ta là Cyndaquil, Rowlet và Oshawott là của ông giáo sư mang đến vùng đất Hisui sau chuyến du hành, chứ bản thân ba con đấy nó không phải Pokemon bản địa. Khi mà chúng ta chơi game thì việc mang Pokemon cũ sang vùng đất mới cũng là chuyện bình thường. Cơ mà vẫn có một số Pokemon chúng nó thậm chí không phải là bản địa của cái vùng đất mà chúng được giới thiệu. Và trong video này, tôi sẽ nói một chút về những Pokemon như thế mà tôi biết. Lưu ý là những gì tôi nói sẽ hoàn toàn dựa trên thông tin Pokédex, những thứ mà đã được xác nhận rồi đấy, chứ không dựa vào việc nó bắt được ở vùng nào trong game nào. Ví dụ như tại sao cả vùng Hoenn không thể bắt được một con Beldum ngoài hoang dã chẳng hạn. Có thể chỉ là vì chúng nó cực hiếm thôi, biết đâu đấy. Và tôi cũng sẽ không nói về mấy con trên trời rơi xuống nhá, mấy con đấy thì khả năng là sẽ phải có một video riêng. Đây là cái con dễ nhất, có lẽ anh em đều đã biết rồi. Exeggutor là Pokemon hệ cỏ và siêu linh vốn được giới thiệu từ thế hệ đầu tiên. Rồi đến thế hệ thứ 7, dạng vùng miền của nó ở vùng Alola mang hệ cỏ và rồng mới ra mắt anh em, với một cái cổ dài ngoãng, một đống meme về hệ rồng và là Pokemon cao nhất trong hệ cỏ. Thông tin của Pokemon này nói rằng người dân vùng Alola khẳng định hình dạng thật sự của loài Exeggutor vốn là phải siêu to khổng lồ như vậy và có nguồn gốc từ vùng quần đảo này. Thậm chí hình ảnh của nó còn được ghi lại trên những bức tranh tường hay là những bức chạm khắc cổ được truyền lại từ đời xưa. Là một Pokemon dựa trên một loài cây nhiệt đới thì phải là những vùng có ánh nắng rực rỡ như Alola mới có thể giúp cho Exeggutor phát triển vượt trội cũng như phát huy hết sức mạnh tiềm ẩn của một con rồng được. Hey, giá như mà một con Pokemon khác dựa trên một loài cây nhiệt đới khác cũng được đánh thức sức mạnh tiềm ẩn như thế này thì hay nhỉ? Một trường hợp nữa giống như Exeggutor đó là cội nguồn của Pokemon ở một vùng nhưng mà khi di cư sang vùng đất khác bị biến đổi theo thời gian, đó là loài Zigzagoon và Linoone. Hai loài Pokemon này được giới thiệu vào thế hệ thứ 3 nhưng phải đến thế hệ thứ 8 mới xác nhận vốn chúng có nguồn gốc ở Gala. Ở vùng đất này chúng nó còn có bản tính hoang dại, hiếu chiến hơn, có lẽ là do vùng lãnh thổ cho nên mới gấu thế. Thậm chí còn có thể tiến hóa xa hơn nữa trở thành loài Obstagoon mà những thành phần di cư đã mất luôn khả năng tiến hóa này. Tuy vậy, loài Linoone dạng thường, thật ra tôi cũng băn khoăn không biết con nào mới có thể gọi là dạng thường nữa. Nhưng hãy cứ coi như cái con đầu tiên chúng ta biết là dạng thường đi nhá. Chúng nó là Pokemon duy nhất vừa học được chiêu Beldum vừa có Starve cho chiêu Extreme Speed. Đây là một combo cực kỳ dễ đoán nhưng vẫn rất đáng sợ. Còn con Obstagoon ở Gala thì không có cả hai chiêu này, khiến cho nó đang đứng ở một ranh giới rất là mong manh giữa việc cực mạnh và hơi cùi. Chỉ cần một chiêu thức ưu tiên là có thể đưa Obstagoon vượt qua ranh giới này, nhưng hiện tại là nó không có cái điều kiện cần và đủ đấy. Giờ thì chúng ta sẽ bước sang vùng vô định. Đấy là những con Pokemon được biết là không phải bản địa của vùng chúng được giới thiệu, nhưng cũng không biết rõ là nguồn gốc chúng nó từ đâu đến. Bắt đầu với Corphish. Đây là một Pokemon hệ nước được giới thiệu vào thế hệ thứ 3 ở vùng Hoenn. Nhưng cũng chính Pokédex của vùng này nói rằng chúng vốn là Pokemon nước ngoài được nhập khẩu về làm thú cảnh. Sau đấy chúng gia tăng số lượng với tốc độ chóng mặt và được thả ra thế giới hoang dã. Sức sống của loài Pokemon này mãnh liệt đến mức mà nước bẩn đến đâu chúng nó cũng có thể thích nghi được. Tôi khá chắc là bên phát triển họ vẫn chưa quên điều này, bởi vì gần đây nhất trong Pokédex của bản Shield cũng có nhắc lại, nhưng cũng chỉ nói đây là Pokemon của một vùng rất xa xôi, chứ không xác định được là cái vùng nào cả. Có khả năng là sau này chúng ta sẽ được thấy những con Corphish ở quê hương của chúng có thể phát triển đến tầm cỡ nào, có thể nó sẽ có thêm dạng tiến hóa nữa thì sao? Mặc dù con Crawdon hiện tại cũng có thể nói là nó khá mạnh rồi. Tôi không biết việc nhập khẩu con Corphish nó có liên quan hay là ý tưởng từ một sự kiện có thật nào không, nhưng trong trường hợp của Yangoose và Gamshu thì có. Đây là gia đình Pokemon cầy được giới thiệu vào Gen 7, nhưng vốn không phải sinh sống ở vùng Alola mà được nhập về để đối phó với lũ Rattata và Raticate phát triển không kiểm soát ở đây. Cũng giống như trong lịch sử Hawaii đã từng nhập giống cầy Mangoose ở Jamaica về để bắt chuột, còn mấy ông Jamaica thì vốn cũng nhập bọn nó từ Ấn Độ sang. Nhưng có một vấn đề đã xảy ra, loài chuột là sinh vật sống về đêm, còn bọn cầy lại hoạt động ban ngày, cho nên chúng nó chẳng bao giờ gặp nhau cả, nên vụ nhập khẩu này đã thất bại hoàn toàn. Mối tương quan giữa Yangoose và Rattata cũng y hệt như vậy,
Loài Rattata và Raticate ở vùng Alola thậm chí còn mang hệ bóng tối để khẳng định là chúng nó sống về đêm. Còn mấy ông John Goose thì chỉ mới chiều xuống nó lan ra ngủ rồi. Nhưng ít nhất chúng ta cũng có thể tưởng tượng ra loài Pokemon này vốn đến từ một vùng đất dựa theo Ấn Độ, cũng giống như con Pokemon tiếp theo mà tôi chuẩn bị nói sau đây. Cuffant và Copper Raja là hai Pokemon voi hệ thép được giới thiệu vào Gen 8 ở vùng Gala, có thể khiến cho anh em thắc mắc là tại sao ở Anh lại có voi? Câu trả lời là không, họ vốn không có. Pokédex của loài Copper Raja nói rằng chúng từ một vùng đất khác đến Gala từ ngày xa xưa để giúp con người lao động. Từ vùng nào? Thì cái tên của nó có chữ Raja, đã như là tự khai ra em đến từ Ấn Độ rồi. Ngày xưa vào thời kỳ cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19 thì Ấn Độ vốn là thuộc địa của Anh kéo dài khoảng 90 năm, cho nên việc Anh đưa voi Ấn Độ về nước để sử dụng trong lao động và trong quân sự cũng rất là nhiều. Sự liên quan giữa Copper Raja và voi Ấn Độ còn được khẳng định thông qua loài Raichu. Vốn là thế hệ game đầu tiên, thông tin của Raichu nói rằng cú sốc điện của nó có thể dễ dàng đánh gục một con voi Ấn Độ. Và cái thời đấy thì nhà làm game họ còn chưa xác định phát triển thế giới Pokemon nó quy mô như ngày nay mà, cho nên thỉnh thoảng cũng có mấy cái thông tin kiểu này. Nhưng đến game Pokemon Legend Arceus vừa rồi thì cái dòng thông tin đó đã được thay đổi thành Copper Raja. Lại là một Pokemon nữa được giới thiệu ở Gen 8. Ice-Q là Pokemon chim cánh cụt hệ băng. Có một điều thú vị ở Pokemon này là không ai nhập khẩu nó hay đem nó từ vùng khác đến, mà là nó tự đến. Ice-Q có một cái đầu được bao bọc bởi một tảng băng và nó cứ thế thả mình trôi theo dòng nước, cuối cùng trôi dạt đến vùng Gala. Còn nó bắt đầu trôi từ cái nơi lạnh lẽo nào thì tôi cũng chịu. Ở trong anime có vẻ nó xuất hiện đầu tiên ở một nơi đầy băng tuyết giống như Nam Cực, nhưng thật sự mà nói thông tin đấy cũng mờ mịt và vô dụng bỏ xưa ra. Thực chất thì con Ice-Q này được thiết kế dựa trên một loài chim họ cánh cụt từng sống ở Anh và đã tuyệt chủng. Loài này cũng thả mình trên mặt nước với cái đầu nổi lên trên và đã bị săn bắn để làm mồi câu cá. Giống như thông tin của Ice-Q nói rằng chúng nó nhúng đầu xuống nước dùng sợi tóc trên đầu để dẫn dụ con mồi. Loài chim này từng được tìm thấy ở rất nhiều nơi quanh Bắc Đại Tây Dương như là Canada, Greenland, Na Uy và cả bán đảo Iberia nữa. Cho nên khả năng cao là chúng ta sẽ gặp lại em này ở Pokemon Scarlet và Violet. Còn sau đó có tìm ra nguồn gốc em ý ở đâu nữa thì tính sau. Cấp Phu là một Pokemon huyền thoại vì một lý do nào đấy. Em này được giới thiệu lần đầu tiên ở bản mở rộng Eyes of Armor của Pokemon Sword and Shield, vốn được lão sư phụ Mustard mang về sau chuyến du hành thế giới của mình. Pokédex của Cấp Phu nói rằng chúng sống ở những vùng núi cao và cũng đã từng sinh sống ở Gala một thời gian trước đó, nhưng giờ không còn nữa. Dạng tiến hóa của nó là Urshifu, tên tiếng Nhật là Wu Lao Shu. Không biết anh em thế nào chứ tôi đọc ra hai cái tên này là tôi đã thấy mùi Trung Quốc rồi, đã thế lại còn liên quan đến võ học nữa. Dựa trên mối liên quan không hề nhỏ giữa Nhật và Trung, cộng với cái lượng khách hàng tiềm năng cực lớn của Trung Quốc, thì một bản game dựa theo nước này chắc chắn sẽ xảy ra. Thậm chí từ hồi thế hệ đầu tiên thì thông tin Pokédex của Parasect cũng đã nhắc đến Trung Quốc rồi, và khả năng cao là sau này sẽ lại có một cú điều chỉnh như là Raichu và Copper Raja nữa. Ok, vừa rồi là 7 trường hợp Pokemon mà tôi biết không phải là Pokemon bản địa của vùng đất chúng nó được giới thiệu. Thật ra ban đầu tôi viết nội dung còn có cả con thứ 8 là Meltan nữa. Cái con quỷ này không đến từ bất kỳ vùng nào trong thế giới Pokemon mà chỉ có thể tìm thấy ở trong Pokemon Go mà thôi. Mà vùng đất trong Pokemon Go lại chính là thế giới mà anh em mình đang sống đây. Nhưng chính ra mà nói thì nó cũng được giới thiệu lần đầu tiên ở trong Pokemon Go luôn chứ không phải trong Pokemon Sun và Moon, cho nên là tôi cắt. Cơ mà tôi vẫn muốn đề cập đến em nó một tí cho vui. Thế còn anh em có biết trường hợp nào như thế này mà tôi chưa đề cập đến hoặc có khi là tôi không biết thì hãy comment phía dưới cho mọi người cùng thu nhận thông tin nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết video này. Mong rằng anh em sẽ tiếp tục ủng hộ cho những video tiếp theo nữa. Còn bây giờ thì, peace!